Xin chào các bạn. Rất hân hạnh được gặp các bạn trong môn học mới có tên gọi Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại. Đây là một môn học cần thiết đối với lại tất cả các sinh viên thuộc chuyên ngành về quản trị, kế toán, tài chính và ngân hàng. Ngày hôm nay đối với chúng ta, ngân hàng cũng không có gì xa lạ. Hoạt động của ngân hàng đang hiện diện ở xung quanh chúng ta với khá nhiều cái hình dạng phong phú. Vấn đề chúng ta sẽ đặt ra là tại sao chúng ta cần phải hiểu biết về cái nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Đơn giản, vì mọi hoạt động của chúng ta ngày hôm nay đều đang diễn ra dưới dạng tiền tệ và chúng ta cũng không thể thực hiện được cho chính mình về các cái giao dịch tiền tệ này. Thứ hai, ngân hàng lại là một trung gian về tài chính tiền tệ và thanh toán của nền kinh tế. Thứ ba, giao dịch với ngân hàng thì chi phí thường là rẻ, nhanh, an toàn và tiện lợi. Và giờ đây, ngân hàng lại hiện diện ở khắp mọi nơi và có mối liên hệ rộng khắp trên nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. Hơn thế nữa, hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng khá đa dạng, chuyên nghiệp. Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thì cũng phong phú và phù hợp với lại nhu cầu nhiều mặt của xã hội và công chúng. Vậy thì đối với lại các cái sinh viên của chúng ta thì việc mà hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng thương mại sẽ mang lại một số các cái ý nghĩa gì? Có thể có mấy vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là mọi cá nhân và doanh nghiệp á, thì hầu như đều có cái quan hệ với ngân hàng thương mại. Thứ hai, nắm vững về kiến thức chuyên môn á, nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, đó cũng là một điều cần thiết đối với lại sinh viên chuyên ngành về kinh tế. Thứ ba, thông qua nghiên cứu môn học cũng rèn luyện các cái kỹ năng về thao tác nghiệp vụ ngân hàng cho các bạn. Thứ tư, ta có thể vận dụng cái kiến thức của các môn học khác á, vào trong cái thực tiễn về cái nghiệp vụ của ngân hàng. Kế tiếp, thông qua nghiên cứu môn học cũng là dịp để chúng ta thực hành những khả năng về phân tích, giải thích, lập luận, giải quyết các vấn đề mà liên quan tới các cái hoạt động về ngân hàng hiện nay. Và hơn thế nữa, cũng là dịp để chúng ta làm quen với lại kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp. Và cuối cùng, đó là thực hiện và đảm nhiệm được các nghiệp vụ được giao trong cái hoạt động về ngân hàng. Đối với lại sinh viên khi chúng ta ra trường, chắc là chúng ta cũng mong muốn sẽ được coi như là tham gia vào các cái hoạt động của ngân hàng. Vậy thì cái yêu cầu về nghề nghiệp đặt ra đối với lại cái sinh viên mà muốn tham gia là gì? Về cơ bản, các bạn cần phải chuẩn bị được một số cái vấn đề sau. Thứ nhất, bạn phải có cái kỹ năng về phỏng vấn, thu thập, phân tích các cái số liệu, các thông tin. Thứ hai, bạn cũng phải có kỹ năng lập và đàm phán về các điều kiện về tín dụng. Thứ ba, là bạn cũng phải biết cách để làm thế nào tư vấn cho khách hàng về quản lý, kinh doanh và tài chính. Thứ tư, bạn phải có những cái hiểu biết về tất cả những sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Thứ năm, bạn có khả năng thẩm định, đánh giá các cái nhu cầu về đề nghị vay vốn. Thứ sáu, bạn phải chuẩn bị được các cái hồ sơ tài liệu và trình bày trước ban điều hành. Kế tiếp, các bạn phải tham gia được các cái hoạt động cộng đồng và có khả năng có thể thiết lập các cái mối quan hệ với lại công chúng. Và hơn thế nữa, làm tham gia vào ngân hàng thì cũng đòi hỏi các bạn phải có cái kiến thức rộng về kinh tế, về các cái ngành nghề có liên quan cũng như về pháp lý. Và cuối cùng, đó là bạn phải có những kỹ năng về lắng nghe, trình bày, khả năng thấu hiểu động cơ bán hàng, cái thái độ tích cực, công bằng, ngay thẳng và đáng tin cậy cũng như cái thái độ chấp nhận các cái mức độ rủi ro ở đúng mức. Vậy thì khi đi vào trong cái môn học này
những cái mục tiêu nào á mà chúng ta cần đặt ra để ta đạt được các cái yêu cầu cho chuẩn đầu ra. Đó là các bạn phải giải thích được các cái thuật ngữ về chuyên ngành ngân hàng, nêu rõ tổ chức hoạt động và các nguồn luật về điều chỉnh, so sánh đánh giá các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, xác định được cái số tiền lãi của khách hàng, lập được các cái công cụ về thanh toán phù hợp với yêu cầu khách hàng, lập được các thủ tục về vấn đề cho vay phù hợp với là quy trình về tín dụng, lựa chọn được các sản phẩm phù hợp với là cái nhu cầu của khách hàng, và bạn phải có khả năng để làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Bên cạnh đó cũng cần có khả năng về giao tiếp chuyên nghiệp với là khách hàng, cũng như đánh giá được cái khả năng tài chính của khách hàng, phân tích và xác định các cái kỹ thuật về cho vay, và cuối cùng là phân tích, đánh giá và xử lý các cái rủi ro trong cái hệ thống của ngân hàng thương mại. Môn học của chúng ta sẽ diễn ra trong qua 10 chương. Chương thứ nhất đó là tổng quan về hoạt động ngân hàng thương mại. Chương thứ hai là nghiệp vụ về huy động vốn. Chương thứ ba là nghiệp vụ thanh toán. Chương thứ tư là cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng. Chương thứ năm là cho vay ngắn hạn, doanh nghiệp tài trợ cho sản xuất kinh doanh. Chương thứ sáu là cho vay trung và dài hạn, tài trợ các cái dự án về đầu tư. Chương thứ bảy là cho vay tiêu dùng và hộ kinh tế gia đình. Chương thứ tám là tài trợ về thương mại xuất nhập khẩu. Chương thứ chín là các cái nghiệp vụ ngân hàng khác, và cuối cùng là chương 10, phân tích và đánh giá quản lý rủi ro. Về môn học, cái yêu cầu đặt ra về nghiên cứu cũng như đánh giá như sau: để học được môn nghiệp vụ về kinh doanh ngân hàng, về kiến thức tiền đề bạn cần phải có những cái kiến thức về tài chính doanh nghiệp, thanh toán quốc tế, lý thuyết về tài chính tiền tệ, kế toán, vân vân. Yêu cầu về cái cách tiếp nhận nội dung môn học đó là trước khi vào học thì bạn phải ôn tập đọc trước các cái mục tiêu, tóm tắt được các nội dung và trả lời được một số câu hỏi ôn tập sau mỗi ý và làm các cái bài tập kết thúc của toàn bộ môn học. Thứ hai là ôn tập được các cái bài đã học, trả lời được các câu hỏi và làm đầy đủ các cái bài tập, cũng như đọc trước bài mới và tìm thêm các cái thông tin liên quan. Về phương pháp đánh giá của môn học thì về cơ bản môn học sẽ được chia ra làm 4 cách đánh giá theo những mức khác nhau. Về điểm 15% là dành cho các cái bài kiểm tra thực hiện tại lớp. Thứ hai, điểm 20% sẽ dành cho các bài thuyết trình hay là thực hành về tác nghiệp. Thứ ba, điểm 15% là kiểm tra về giữa kỳ. Và cuối cùng, điểm 50% sẽ dành cho kiểm tra tập trung hết học phần vào cuối kỳ. Về tài liệu học tập của môn này thì giáo trình chính đó là cuốn Nghiệp vụ về ngân hàng của tác giả Nguyễn Minh Kiều, nhà xuất bản Thống kê năm 2008. Thứ hai đó là bài giảng về nghiệp vụ ngân hàng thương mại của tác giả Nguyễn Quốc Khánh. Một số tài liệu tham khảo khác cũng cần thiết như là Thanh toán quốc tế của tác giả Đỗ Linh Hiệp, nhà xuất bản Thống kê năm 2007. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của tác giả Lê Văn Tề, nhà xuất bản Thống kê năm 2009. Rồi tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng của tác giả Nguyễn Minh Kiều, nhà xuất bản Tài chính năm 2008. Ngoài đó ra thì cũng còn một số cái vấn đề khác mà liên quan tới các văn bản pháp luật mà các bạn cũng cần phải tham khảo, như là luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rồi luật các cái tổ chức về tín dụng và một số các cái văn bản về pháp luật Ngân hàng Nhà nước. Về lịch trình nghiên cứu môn học thì trên slide bài giảng đã có trình bày khá rõ dành cho cái sinh viên các cái hệ về vấn đề tập trung, có cái khối lượng trong thời gian 45 tiết và cái mỗi buổi học là 3 tiết.
thì các bạn có thể bám vào trong lịch trình này để theo dõi tiến độ và chuẩn bị các cái nội dung cũng như là yêu cầu mà cần đặt ra cho môn học. Về phần đánh giá của môn học thì các yêu cầu cụ thể sẽ có 5 vấn đề. Thứ nhất là các bạn tập trung vào hoàn thành một số các bài tập về lãi suất tiền gửi. Thứ hai là thiết lập được các cái công cụ về phương tiện thanh toán như là ủy nhiệm chi, rồi xét, vân vân. Thứ ba đó là hoàn thành các cái bài tập về phân tích tín dụng và xác định các hạn mức tín dụng liên quan đến tất cả những khoản cho vay về ngắn hạn, trung và dài hạn cũng như cho vay tiêu dùng và hộ kinh tế gia đình. Thứ tư đó là phải hoàn thành các cái bài tập về chiết khấu và bao thanh toán liên quan tới hoạt động tài trợ cho thương mại về xuất nhập khẩu. Và cuối cùng thì các bạn cũng phải hoàn thành một số các yêu cầu về bài tập tình huống đối với lại cho vay một khách hàng cá nhân hoặc là một khách hàng doanh nghiệp. Nếu các cái chương trình mà diễn ra theo đúng như ý định, có thể cuối chương trình chúng ta phải làm một cái tiểu luận về báo cáo và bên cạnh đó cũng có thể thực hiện một bài kiểm tra giữa kỳ đó nè. Và cuối kỳ chúng ta có thể có một bài thi hết môn, trong đó sẽ có sự pha trộn giữa cả các cái hình thức thi theo trắc nghiệm cũng như là hình thức thi tự luận. Những cái phần này đã trình bày đầy đủ trong cái slide bài giảng để các bạn có thể bám sát để theo dõi. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong các nội dung chi tiết hơn. Và với cái nội dung mà đầu tiên đó là chương thứ nhất là tổng quan về hoạt động của nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại.